Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm hải châu lá nhỏ nha. Cụm hải châu lá nhỏ, cụm này thì lá dòng này lá rất là nhỏ luôn. Đó. Dòng này thì như là dòng dòng sông cầu nè. Đó, lá này, lá rất là nhỏ luôn, lá muỗng nha, dòng sông cầu lá muỗng này. Thì hai cái này thực ra là nó là hai cây, nhưng mà do ươm từ lâu á là nó bệt với nhau luôn, nó thành một cụm luôn. Đó, có nghĩa là thân bên này bên này, nhưng mà do mình nuôi cùng chung, mình cố tình mình làm thành một cái cụm á. Đó. Thì nếu mà ai không thích cụm này thì về mình tách ra làm hai bình thường. Đó. Rồi mã số là 100 nha, mã số 100. Cái hoành gốc bên này nha. Hoành gốc bên này đo được là 31. Hoành gốc đo được bên này 31. Rồi cái hoành thân bên này. Hoành thân này đo được là 17. Cây cao đến đầu thân chính nha là 83. Đang nằm cái chậu, đang nằm cái bầu ươm 60. 60 nhân cho 35. 60 35. Rồi, cụm này thì nhà vườn xin giao lưu là 2 triệu 8 bao ship nha. 2 triệu 8 bao ship cho cụm Hải Châu sông cầu này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, lá rất là nhỏ. Hải Châu sông cầu nha. Lá siêu nhỏ luôn cả nha, nhà mình xem. Tại vì Hải Châu á, lá nhỏ nó có rất là nhiều dòng nha. Rồi mã số 100, 2 triệu 8 bao ship cho cụm Hải Châu sông cầu này luôn. Rồi nhà vừa xin qua cụm này luôn nha.